Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loài isopod có tên là Miruna. Một dòng cubarid đặc trưng của Việt Nam, dễ chơi, dễ tìm kiếm và cái độ đẹp của nó cũng không có thua kém gì hàng ngoại đâu. Để cho các bạn một bất ngờ hơn, đó chính là một con isopod hiện tại nó đang bán với giá là 14,9 đô. Nếu các bạn mua 10 con thì sẽ có giá là 149 đô. Nếu mà chúng ta đổi ra tiền Việt là hơn 3 triệu 10 con đó. Đặc điểm của cái dòng cubarid Murina này, nó sẽ có một cái màu đen huyền. Và một đặc trưng nổi bật của cái dòng này, đó chính là đuôi của tụi này nó sẽ có hai màu cam rất là đẹp. Một dòng isopod rất là quen thuộc, dễ chơi, dễ tìm kiếm và sinh sản nhanh. Đúng là tùy mỗi người mỗi sở thích và chơi những cái dòng isopod khác nhau, nhưng mình vẫn là thích với những cái dòng isopod này, bởi vì cái điều đặc trưng của nó là cái màu cam rất là đẹp và nó bò cũng rất là từ tốn, dễ chăm sóc nữa các bạn. Và có một tin vui cho các bạn, đó chính là hiện tại giá của Muruna ở Việt Nam mình thì rất là rẻ hơn so với nước ngoài, bởi vì tốc độ sinh sản của chúng khá là nhanh. Và hầu như mình thấy những cái dòng isopod của Việt Nam rất là đẹp, không thua kém gì những cái dòng nước ngoài đâu. Nhưng mà tại vì khi mà hàng nước ngoài nhập về á, thì cái giá nó độn lên cao rất là nhiều. Còn hàng Việt Nam của chúng ta cũng rất là đẹp, nhưng mà giá thì nó cực kỳ mềm và dễ chơi hơn. Nếu mà các bạn chơi có thể bắt đầu từ cái dòng này nha. Và hầu như những cái dòng mà bắt đầu từ chữ cubarid thì nó đụng tới nó sẽ cuồng trọn lại. Và một tập tính của cubarid này thì nó sẽ trốn sau những cái gỗ lũa mục này, hoặc là nó trốn sau những cái tảng lá cây. Thậm chí có loài nó sẽ đào hang ở dưới đất nó sống luôn. Còn những dòng mà bắt đầu từ chữ Meru thì đụng vào nó sẽ không cuộn tròn lại và nó chạy khá là nhanh hơn, và nó không có tập chính đào hang nha các bạn. Có một câu hỏi cũng khá là quen thuộc mà các bạn mới chơi thường hay hỏi mình, đó chính là isopod nó ăn cái gì. Trong tự nhiên thì cái dòng isopod này nó sẽ đi tìm những cái cây khô, những cái lá cây khô, hoặc thậm chí những cái cây rừng á, mà nó có trái nó rớt xuống sau một thời gian á, thì cái dòng isopod này nó cũng sẽ nó tới nó ăn. Và những cái cây chết á, thì nó cũng sẽ ăn những cái chất đó. Và thậm chí những cái con côn trùng hoặc là con bò sát chết thì nó cũng sẽ lại nó ăn những cái con đó và nó sống. Isopod này là một loài giáp xác ăn tạp, nó ăn rất là nhiều thứ khác nhau. Nó có thể ăn những cái từ thực vật nè, rau củ quả, cà rốt, dưa leo là các bạn để vào, sau một thời gian là nó cũng ăn luôn. Các bạn mà muốn cho nó nhanh lớn hơn thì các bạn có thể thêm đạm từ thực vật, ví dụ như cám cá, hoặc là đạm từ động vật là những cái con bò sát chết, bỏ vào nó sẽ cung cấp protein. Nhưng mà những cái này thì các bạn nên cho ăn ít thôi nha, vì nếu mà các bạn cho ăn nhiều mà nó ăn không hết, nó sẽ dễ sinh ra nấm đó. Khi mà các bạn nuôi isopod một thời gian thì nó sẽ dễ thay vỏ, và khi mà nó thay vỏ là lúc đó nó cần cung cấp nhiều canxi hơn. Các bạn có thể cho thêm vỏ trứng gà nè, hoặc là năng mực vào để nó giúp nó thay vỏ hơn. Còn nếu mà nó khi mà nó thay vỏ mà nó thiếu canxi thì nó sẽ ăn luôn những cái vỏ đó để nó cung cấp một lượng canxi cho nó nha. Mình làm video chơi để chia sẻ niềm đam mê đến với các bạn thôi, nhưng mà mình cũng không ngờ là nhiều người đón nhận mình như vậy. Mình cũng cảm ơn 12.800 anh em đã follow kênh của mình nha. Và thông qua video này mình cũng có một món quà nhỏ để tặng cho các bạn thích nuôi isopod. Mình sẽ tặng cho 10 bạn comment sớm nhất. Các bạn comment isopod Murina và để địa chỉ cộng số điện thoại. Số điện thoại thì các bạn ghi số không được, comment không được thì các bạn phải ghi bằng chữ nó mới được nha. Mình sẽ thông qua cái địa chỉ và số điện thoại này mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Comment có hiệu lực kể từ khi mình đăng cái video này tới comment thứ 10 mình sẽ ngưng lại. Mình sẽ tặng cho các bạn một combo nuôi isopod bao gồm 5 con isopod Murina, một cobalt, và một điều không thể thiếu đó chính là đất nền để nuôi isopod và một ít giếng khô để các bạn giữ ẩm cho isopod, và một ít thức ăn chuyên dụng để dành cho các bạn nuôi isopod luôn nha. Khi mà các bạn nhận được cái combo này thì các bạn chỉ cần lấy một cái hộp nuôi mà có nắp á, các bạn chỉ cần nuôi trải nghiệm thôi. Chúc các bạn thành công nha.